Chào mừng tất cả các bạn đến với tập đầu tiên của chương trình Mini Series Before the Camp. Đây là một chương trình hoàn toàn đặc biệt mà Anne Idol dành tặng cho 16 bạn thí sinh đang chuẩn bị bước vào vòng audition camp sắp tới. Và trong tập 1 này chúng ta sẽ nói về chủ đề về ca hát và âm nhạc. Và lý do tại sao? Tại vì các bạn biết đấy, khi mà chúng ta trở thành một idol thì ít nhất chúng ta sẽ có 4 khía cạnh, đó chính là về ca hát nè, về vũ đạo, về gọi là gì ta, phong thái trình diễn, và cuối cùng là cái thần thái của idol. Và với tập 1 này thì chúng ta sẽ được gặp gỡ 4 bạn thí sinh đầu tiên được chúng tôi lựa chọn ra trong 16 bạn. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ các bạn nha. Rồi ok, bạn Như nè, em có thể em bắt đầu em giới thiệu về bản thân mình trước cho mọi người biết về em đi nha. Xin chào mọi người, em tên là Đinh Nguyễn Thảo Như, em 17 tuổi, số báo danh của em là 17. Mọi người ủng hộ em. Ok, Như nè, em có thể giới thiệu một chút xíu, thêm một chút xíu nữa đi. Ví dụ như bây giờ là em thích cái gì nè, hay là cái lý do mà em tham gia vào End of Idol là gì? Sở thích của em là hát, vẽ tranh, đàn và em rất là thích ăn sô-cô-la mọi người. Rồi, ok rồi, bây giờ là tới bạn thí sinh tiếp theo, đó chính là bạn Trâm. Hello mọi người, mình tên là Trâm và hiện tại là mình 20 tuổi. Sở thích của mình là cũng giống như mọi người thôi, là nghe nhạc, ca hát, chơi đàn với cả ngủ nữa. Mình rất thích ngủ và ăn. Ngoài ra thì mình cũng thích xem những cái video ở trên YouTube, mình học hỏi thêm nhiều kỹ năng về ca hát cũng như là vũ đạo nữa. Và mong mọi người sẽ ủng hộ mình trong chương trình End of Idol nha. Xin chào mọi người, em là Minh Hương. Hiện tại em 15 tuổi, chắc cũng nên gọi là magna của nhóm rồi. Thì em có sở thích là em thích K-pop nè. Em có thích, thường em cũng thích nhảy nữa. Em là một fan girl chính hiệu của mọi người. Thì cảm ơn các bạn đã có một màn giới thiệu rất là dễ thương. Trước hết á, hôm nay chúng ta sẽ có 4 bạn để tham dự chương trình. Nhưng mà tiếc rằng là bạn thí sinh thứ tư á, hôm nay bạn ấy có vấn đề về sức khỏe. Vì vậy cho nên rằng là bạn này sẽ gặp khán giả vào những tập sau của chương trình nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần 1 luôn nhé. Thì bây giờ là để bắt đầu cho cái phần 1 của chương trình á, thì bây giờ là chị sẽ trò chuyện đầu tiên với bạn Trâm trước đi nha. Thì bạn Trâm có thể cho mọi người biết rằng á, mà mọi người biết á, là em đã đi hát được bao lâu rồi? Nếu mà tính em không chắc là em đã đi hát được bao lâu nữa, nhưng mà chị nhớ là những cái chương trình cũng như những cái phong trào ở trường, ở cấp 2, ở cấp 3 thì em đã tham gia từ đó rồi. Và sau này em cũng có tham gia vào một câu lạc bộ guitar do tụi em sáng lập nên. Và khi mà lên đại học rồi á, thì em cũng có tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ của trường và cũng đã biểu diễn khá là nhiều những cái chương trình văn nghệ ở trường rồi. Thế là còn bạn Thảo Như thì sao? Em đi hát được chắc 2-3 năm rồi chị. Em hát trong câu lạc bộ của văn nghệ của trường, và những cái em hát như kiểu lễ hoặc là có thể lâu lâu sẽ bắt gặp em ở phố đi bộ. Còn thế là bạn cuối cùng là bạn Minh Hương thì sao? Em thì cũng là một cái văn nghệ của trường, nhưng mà em lại thiên về nhảy hơn. Hát thì em cũng có từng đi hát ở cấp 2 là nhiều, tại vì cấp 2 em tự tin hơn. Thì em nghĩ đa số em toàn là hát đồng ca thôi á, nên nói chung là cũng không có kinh nghiệm nhiều lắm. Thì bây giờ cho chị hỏi tiếp một câu hỏi nữa nha. Ở trong đây á, đã có ai được học qua một lớp về học hát chưa? Hồi nãy em cũng nói trời chị, thì em đã từng, chắc mọi người cũng biết là mọi người thường mấy con nít cấp 1, cấp 2 sẽ hay tham gia ở nhà thiếu nhi thành phố, thì thường sẽ học hát ở Sido chị. Nhưng mà em kiểu được đó, em theo cũng không dài, nhưng lại cái lớp đó cũng kiểu dành cho thiếu nhi á, nên em cảm giác là cách đào tạo cũng không phù hợp với em, nên em đã nghỉ lâu lắm rồi. Ok, rồi còn bạn Trâm nè. Thì trước đó thì em có một người bạn, thì anh cũng
làm việc ở trong một trung tâm thanh nhạc thì anh cũng đã có một buổi, vài buổi chia sẻ với em về những cái cách mà mình hát như thế nào cho đúng và mình lên như thế nào và mình feel nhạc như thế nào nữa. Thì em thấy rất là hữu ích đối với em. Và sau này nữa thì em cũng gặp những cái anh chị mà trong câu lạc bộ cũng chia sẻ khá là nhiều những vấn đề đó với em. Bây giờ là để trước khi mà kết thúc cái phần 1 ngày hôm nay á, và để mình chúng ta đi sâu hơn vào cái chủ đề này á, thì bây giờ cho chị hỏi nha, thần tượng của các bạn là ai nè? Ý là một ca sĩ mà các bạn thần tượng nha. Nếu mà nói là thần tượng thì em cũng kiểu em cũng không hẳn em thần tượng ai. Bởi vì em coi ca nhạc rất là ít, và những bài em coi là những bài kiểu nó hot đó, và có rất nhiều ca sĩ có những bài hot khác nhau kiểu vậy. Nên em nghĩ là em không biết em thần tượng ai hết. Rồi bây giờ tới bạn Trâm nè, thần tượng ca sĩ của em là ai? Nói về thần tượng thì em rất là khá thần tượng nhóm Blackpink của Hàn Quốc. Thì em đã theo dõi cái nhóm này từ những ngày đầu debut rồi và cho đến tận bây giờ thì nói chung là em rất là thích. Và bên cạnh đó thì em cũng có nghe nhạc của Taylor Swift hay là những nghệ sĩ của Việt Nam nữa, như là Amy hay Sara. Thì những cái bạn 10X này bằng lứa tuổi với em nhưng mà họ rất là giỏi, và em có mong muốn là sau này mình không biết là mình có làm được giống như họ hay không. Chắc chắn là em làm được, chị tin là như vậy. Rồi cuối cùng thì là bạn Minh Hương, thần tượng của em là ai? Em có nhiều ai đoán không chị? Thật sự rất nhiều luôn á. Nhưng mà nếu mà để chọn ra một người á, thì người đó là người nào? Nếu chọn người mà em follow lâu nhất thì chắc là BTS chị. BTS, ok. Lý do là hai đội em follow lâu nhất. Rồi lý do tại sao nè? BTS thì chắc do em hợp nhạc, hợp phong cách. Còn Twice thì bị mê chị. Chị mê một sự đẹp đẽ. Thì ok, thứ nhất là chị cảm ơn các bạn đã dành một chút xíu thời gian ra để giới thiệu về mình và cũng như là những sở thích để cho cái phần 1 này. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần 2 của cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thì tại phần 2 này chúng ta sẽ được hiểu biết thêm hơn về kiến thức của các bạn, cũng như là về cái kỹ năng về thanh nhạc. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta sẽ tìm hiểu xem là các bạn đã có những kế hoạch gì để thực sự trở thành một trong những người giỏi nhất tại Audition Camp không nha. Hồi nãy tại phần 1 á, thì chị có hỏi với các em về các câu hỏi là về thần tượng. Và cái câu hỏi từ cái câu hỏi về thần tượng này á, thì chị thực sự là chị muốn hỏi các bạn rằng là đối với các bạn á, thì các bạn đánh giá một người ca sĩ chuyên nghiệp như thế nào? Có ai xung phong trả lời thì cứ trả lời trước nha. Rồi, ok, Hương em nói đi. Theo em theo dõi và cũng coi trên mạng thì cũng có rất nhiều cuộc tranh luận về câu chuyện ca sĩ. Thì theo em, một người ca sĩ mà gọi là chuyên nghiệp á, thì phải có những kỹ thuật, cũng gọi được gọi của học kỹ thuật và rèn luyện rất nhiều và dày dặn ở những trường như là nhạc viện thành phố ấy chị. Vậy thì nếu mà đặt trong trường hợp là em đi, tại vì sắp tới á, thì là em, các em sẽ tham gia vào Audition Camp nè. Và khi mà tham gia như thế này á, và các em không chỉ thành là trở thành là một cái mình không chỉ tham gia cho vui, mà còn để mà sau này khi mà chúng ta ra mắt với tư cách là một ca sĩ nữa, thì cái lúc này á, thì đối với các em á, thì là các em sẽ trở thành ai? Một người ca sĩ hay là một người performer thực sự? Bạn có suy nghĩ về cái vấn đề này chưa? Em thật sự là em cũng chưa suy nghĩ tới. Tại vì cái việc mà em vô được cái vòng này là em đã cảm giác em hạnh phúc lắm rồi. Và cũng có thể nếu như mà nói tới về thăm lớp nữa thì em muốn làm idol trong lòng các bạn. Idol trong lòng các bạn. Rồi. Em có thể chia sẻ cho chị một chút là idol trong lòng các bạn là như thế nào nè? Ví dụ như khi mà mấy bạn gặp một cái sự cố gì đó thì mấy bạn sẽ nghĩ là ừ, mình luôn có một cái idol này bên cạnh mình, chứ không có chuyện gì xảy ra nữa hết. Hoặc là tại sao bạn này lại làm được mà tại sao mình lại không làm được, hoặc kiểu đối với các bạn á, thì nếu mà các bạn trở thành ca sĩ á, thì các bạn sẽ ý ở đây là từ chính bản thân mình nha, thì bây giờ các bạn sẽ bổ sung kỹ thuật nào trước của mình? Bây giờ bạn Trâm đi. Theo em thì em còn bổ sung thêm về
cái kỹ năng của mình, kỹ năng giống như là kiểm soát cái hơi thở, kiểm soát cái âm lượng giọng hát của mình, và làm sao để cho nó khi mỗi khi mà mình hát thì cái giọng hát của mình nó trầm bổng, nó sâu sắc, nó thanh thoát hơn đó chị. Rồi còn bạn Minh Hương, em có muốn bổ sung một cái gì trong kỹ thuật của mình không? Em nghĩ đầu tiên chắc em phải bổ sung kiến thức đã rồi em mới tính kỹ thuật, tại vì tới giờ em vẫn chưa biết là mình còn chưa tốt ở đâu thì có để luyện. Như chị, nói chung là cứ chăm chỉ luyện tập thôi. Rồi ok, còn bạn Như thì sao? Em nghĩ nếu như mà muốn bổ sung kiến thức hoặc là những cái kỹ năng thì em nghĩ là em sẽ chính mà sợ đám đông của em. Rồi ok, chị nghĩ là từ từ rồi em sẽ luyện được thôi. Khi mà chúng ta nói về cái chơi cái âm nhạc á, thì bây giờ là chị biết chắc chắn á là mỗi bạn ở đây á đều sẽ có một cái chất giọng riêng, và nói khi mà nói về âm nhạc á thì chúng ta sẽ có kiểu như gì rất là nhiều cái thể loại nhạc khác nhau. Thì khi mà nói về cái chuyện mà phù hợp với giọng hát, và giọng hát này có thể truyền tải được cái giống như là cái tâm tư tình cảm của cái người hát đó, thì cho chị hỏi rằng các bạn á sẽ là người thích hợp hát cái dòng nhạc nào nhất nè. Thì bây giờ bạn Như trả lời trước đi nha. Em nghĩ là mẹ em hay nói em thích hợp hát những cái dòng nhạc mà kiểu nó cứ thẳng băng như này chị. Nhưng mà thật cái bài mà kiểu nó lên cao trào mà có thể nó sẽ lên nốt cao nhất cũng chẳng hạn, ví dụ như bài Con Cò á chị. Thì rồi bây giờ là tới bạn Trâm nè, thì em sẽ phù hợp hát cái thể loại nhạc nào? Nếu dựa theo những cái bài hát một chút giờ em hát thì em thấy em hát những cái bài tươi vui, tình cảm, nói chung là có một cái sự năng động, cái sự vui vẻ thì em sẽ hát hay hơn. Em không biết sao nhưng mà thực sự là em tự thấy bản thân em hát những cái dòng nhạc nó sẽ phù hợp hơn. Thôi tại vì giọng em thì em cũng tự đánh giá là nó cũng cao cao, nhưng mà những cái nốt cao quá thì em cũng chưa lên tới được. Rồi ok, bây giờ tới bạn Minh Hương đi, em cứ tự em đánh giá cái khả năng hát của em nha. Hồi bé thì em mê nhạc kịch chị, xong sau này thì em vẫn như mấy bạn lại thích nhạc trẻ, xong rồi lại K-pop các thứ, nên kiểu em hay thích hát mấy bài em hát, nên kiểu thể loại nó cũng nhiều á. Nhưng mà do chắc em cần một người có thể hiểu giọng em mà có thể biết là giọng em phù hợp với bài nào, chứ nói bài hát thì trời ơi, nhạc kịch là mấy cái bài kiểu hồi xưa có cái mấy kiểu nhạc cải lương cũng có chị. Ok, bây giờ chị thật sự là chị cảm ơn các bạn đã dành thời gian một chút xíu để đến với tham dự chương trình mini series Before the Camp, và đặc biệt rằng là cảm ơn các bạn cũng đã rất là nhiệt tình trả lời những câu hỏi bằng những cái tâm tư tình cảm thật lòng của các bạn. Thì chương trình mini series Before the Camp, đây là một chương trình hoàn toàn đặc biệt được End of Idol dành riêng cho 16 bạn ứng viên tham dự vào vòng audition sắp tới. Và tại tập 1 này thì chúng ta đã nghe được những cái suy nghĩ và những cái chia sẻ của các bạn về chủ đề về âm nhạc, và hy vọng rằng thì sau tập 1 này chúng ta sẽ được gặp gỡ thêm nhiều bạn thí sinh rất là đặc biệt hơn cho tập 2, tập 3 và tập 4, và chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng ở trên kênh YouTube của End of Idol, và hy vọng sẽ các bạn sẽ đón xem nha. Và mình là Ashley, mình là MC của chương trình. Thì bây giờ trước khi chúng ta kết thúc buổi quay ngày hôm nay thì các bạn có muốn nhắn gửi gì cho khán giả của chương trình ngày hôm nay không nè? Ừ, ai làm trước cũng được, không sao cả. Rồi. Ok, cho bạn Trâm làm trước đi nha. Giữa mùa dịch này thì mình chúc mọi người hãy ở nhà giữ sức khỏe và hãy có ý thức cùng nhau phòng chống dịch bệnh nha. Và mong rằng mọi người sẽ đồng hành cùng với tụi mình trong xuyên suốt chương trình nha. Hẹn sớm gặp lại mọi người. Rồi ok, bây giờ tới bạn Thảo Như đi nè. Mọi người hãy đặt niềm tin vào End of Idol và chúng tôi sẽ không làm mọi người thất vọng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, bạn Minh Hương. Xin chào mọi người. Hiện tại em còn nhỏ tuổi nên em sẽ cố gắng cải thiện mình hơn trong chương trình. Và mong mọi người hãy ở nhà stay safe.
Thì giữ sức khỏe Ok. nha, anh nhớ. Rồi, ok, chúng ta có chưa gì hết mà chúng ta đã có một nàng Úc để mà chúng ta các chị nhớ bảo vệ và chở che cho em đó nha. Rồi, ok, thì cảm ơn các bạn rất là nhiều và mọi người ơi, các bạn nhớ đón xem chương trình của tụi mình, đặc biệt là tập 1 sẽ được phát sóng trên kênh YouTube của Em Là Idol nhé. Ok, bye bye. Bye bye. Tạm biệt mọi người.